Dạ vâng, em xin chào tất cả các bác yêu Lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay em lên cho phiên bán hàng của ngày 6 tháng 12 năm 2022 để chia sẻ tới các bác những giò lan rừng của vùng Hòa Bình Tây Bắc chúng em ạ. Địa chỉ vườn lan nhà em là tại Bản Lác, Trường Châu, Mai Châu, Hòa Bình ạ. Các bác hãy theo dõi video ủng hộ nhà em các bác nhé. Đầu tiên em xin chia sẻ tới các bác là một giò lan trúc đen. Đây là hàng nguyên bản các bác nhé, hàng nguyên bản và cái giá thể nó cũng hơi bị bục rồi nên là nhà em buộc thêm giá thể ạ. Giò này mã B28 200.000. Dòng này thì rất là sai hoa. Hoa, mặt hoa của nó sẽ là màu vàng bông đơn như bông mai và nở hoa vào tháng 2 đầu xuần các bác nhá. Rất là nhiều thân. Các bác sưu tầm về thì đến ngay tháng 2 đầu xuân sẽ được ngắm rất là nhiều hoa đấy ạ. Hoa đẹp ạ. Mã B28 200.000. Tiếp theo có giò lan đùi gà tròn và còn có cả trúc đen các bác nhá. Đùi gà tròn và trúc đen này. Giờ này là thuần trên gốc cây tắc kẻ đá và thuần rất là lâu rồi này. Đây các bác ơi. Đùi gà tròn thuần trên gốc cây tắc kẻ đá. Nhé mã B45 300.000 ạ. B45 300.000. Đùi gà tròn và trúc đen các bác nhá. Thuần trên gốc cây tắc kẻ đá. Tiếp theo vẫn là một giò lan đùi gà tròn nữa này. Giò này là hàng nguyên bản ạ. Hàng nhà em mới cắt rừng về này các bác ơi. Hàng nguyên bản nhá, đùi gà tròn. Dòng này thì sẽ nở hoa vào đúng dịp Tết cho các bác ngắm luôn này. Mặt hoa của nó sẽ là màu tím trắng và họng đen, hoa rất là đẹp, hoa bền các bác nhá. B47 170.000 ạ. B47 170.000. Mã B48 vẫn là giò lan đùi gà tròn nữa đây ạ. Đây, giò này là B48 150.000 các bác nhá, cũng là hàng nguyên bản ạ. Mà có những khách lấy hàng của nhà em, nhất là khách ở trong miền Nam ấy ạ, họ bảo là mà đùi gà thì đã bắt đầu nứt nụ dần rồi, ở trong đấy nó ấm hơn, ở ngoài Bắc chúng em nó lạnh ấy ạ. B48 150.000 các bác nhá. Mã B46 vẫn là một giò lan đùi gà tròn nữa này. B46 180.000 ạ. Đây thân của nó đây, những cái thân này sẽ là những cái thân cho hoa này, hàng nguyên bản các bác nhá. B46 180.000 ạ. Tiếp theo vẫn là một giò lan đùi gà tròn. Dòng này thì được nhà em thuần các bác nhá, thuần vào trong chậu nhựa. Đây, bắt rễ nó cũng đã bắt đầu ra và bắt giá thể này các bác ơi. Giò lan đùi gà tròn thuần chậu nhựa. Mã B43 200.000 ạ. Mã B44 vẫn là một giò lan đùi gà tròn thuần chậu nhựa nữa đây ạ. Đây các bác ơi, rễ nó ra như này rồi các bác nhá. Các bác sưu tầm về thì mình chăm sóc, mình thêm phun thêm B1 hoặc là mình cài thêm gói phân dê thì rất là tốt ạ. B44 200.000 ạ. Giò lan phi điệp vàng, hoa lan phi điệp vàng nhà em thuần trên gốc cây tổ quạ các bác nhá. Rất là nhiều mầm gốc như này. Phi điệp vàng thì hiện tại cũng vừa mới qua hoa rồi. Các bác sưu tầm về để làm giống ạ. Đây, giờ này mã B23 170.000 ạ. Mã B22 vẫn là giò lan phi điệp vàng này. Đây, thân rất là mập ạ, mầm gốc rất là mập, thuần trên gốc cây tổ quạ như này. Vì dòng này nó khá là ưa ẩm và tổ quạ thì giữ ẩm rất là tốt này. Các bác sưu tầm về. Đây giò này các cái thân vừa, thân này là những cái thân vừa mới cho hoa này. Bây giờ nó có ki này các bác ơi, rất là đẹp luôn. Thân rất là mập ạ. Mã B22 220.000 ạ. Mã B21 vẫn là giò lan phi điệp vàng này, cũng rất là nhiều mầm gốc. Các bác sưu tầm về mình nên cài thêm gói phân dê vào đây thì rất là tốt này. Vài tháng nữa mầm gốc nó sẽ ra rất là dài. Chúng ta chơi thân chơi lá trước. Đến tháng 8, tháng 9 mình sẽ được ngắm hoa các bác nhá. Dòng này thì mặt hoa của nó sẽ là màu vàng, họng hơi đen đỏ. Hoa rất là đẹp, nở hoa vào tháng 8, tháng 9 ạ. Rất là sai hoa này. B21 170.000 ạ. Mã B24 vẫn là một giò lan phi điệp vàng này. Đây các bác ơi, thân phi điệp vàng này thì cực kỳ mập luôn. Những cái giò này thì có cả ki này, rất là mập luôn ạ. Mầm gốc cũng mập. B24 200.000 ạ. Tiếp theo em có giò lan quế trắng rừng Hòa Bình lên để chia sẻ với các bác này. Giò này thì rất là dài các bác nhá. Là sẽ rơi vào tầm mà. Này sẽ rơi vào tầm 80 90 cm này. Giò này có hai mẹ hai con. Đây, một ngọn này thì trẻ lắm, ra làm hai ngọn ở trên này các bác nhá. Đây cũng sẽ cho ra hoa hết ạ. Dòng này thì mặt hoa của nó sẽ là màu trắng và nở hoa vào tháng 8. Mã B5 600.000. Này hai mẹ hai con thuần trên chậu gỗ thiết kế như này ạ. Hiện tại cũng đã thuần các bác nhá.
4 vẫn là giò lan quế trắng rừng Hòa Bình này. Giò này thì các cái gen mới ra khá là dài rồi này, rất là to như này. Giò này có một mẹ một con, B4 500.000 ạ, thuần trong chậu nhựa ạ. Dòng này thì mặt hoa rất là đẹp, mặt hoa màu trắng và hoa thơm mùi quế các bác nhá, hoa rất là thơm, thơm mùi quế ngào ngạt luôn đấy ạ. Mã B3, B3 vẫn là giò lan mà, quế trắng này, giò này thì có hai mẹ hai con, ngọn giò này cũng có một ngọn và trẻ ra, giò này có hai ngọn ở trên này các bác nhá. Đây, hai ngọn này là hai mẹ hai con này. B3 400.000 ạ, thuần chậu nhựa. Mã B38 là giò lan đuôi chồn. Hoa lan đuôi chồn chậu này có cụ thể là 5 ngọn. 5 ngọn chồn hiện tại đã rất là thuần này các ơi, các cái rễ nó ăn sâu vào giá thể như này. Dòng này thì hoa rất là đẹp, mặt hoa sẽ là màu tím trắng, hoa rủ rất là đẹp ạ, nở hoa vào tháng 4. B38 100.000 ạ. Mã B37 vẫn là một giò lan chồn này. Bên trong này là nhà em thuần trong vỏ thông các bác nhá. Mà giá thể này là vỏ thông này, vỏ thông vụn và dớn, dớn vụn này. Giò này có 1 2 3 4 5 6 7 8 ngọn các bác nhá, 8 ngọn chồn. Mã B37 150.000 ạ. Đây tiếp theo vẫn là một giò lan chồn này. Đây, chồn này thì hoa rất là đẹp các bác nhá. Đây này, mã B36 170.000, có 3 ngọn chồn. Chồn này rất là đẹp đấy ạ. Đã rất là thuần rồi này. Đây này, mã B36 170.000 ạ. Mã B39 là giò lan hồ điệp rừng. Dòng hồ điệp rừng này thì sẽ nở hoa rộ nhất là vào mùa hè và nó cũng có thể nở nhiều đợt trong một năm này. Hoa thì nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là nhiều màu ạ. B39 150.000, hiện tại đã thuần vào chậu nhựa như này các bác nhá. Bên trong này là có giá thể tổ quạ nên là có những cái cây tổ quạ bé nó mọc lên rất là đẹp ạ. B39 150.000 ạ. Mã B40 vẫn là giò lan đuôi chồn. Đây hiện tại em xin lỗi ạ, hồ điệp rừng ạ. Đây, giò này thì hiện tại các cái rễ nó ăn sâu vào giá thể như này rồi các bác nhá. Thuần rất là đầy đặn luôn, rất là nhiều thân. Và tất cả các giò lan bên nhà em đều để giá rất là hợp lý, giá phải chăng rồi. Nên là nhà em không bao ship ạ. Các bác sưu tầm hoa lan bên nhà em thì các bác tự trả tiền ship. Và nếu bác nào thiện chí ủng hộ nhà em nhiều nhiều, từ 5-6 giò trở lên thì nhà em sẽ bao ship cho các bác ạ. Giò này mã B40 150.000, hoa lan hồ điệp rừng các bác nhá. Tiếp theo là một giò lan hài, hoa lan hài vệ nữ. Dòng này thì sẽ nở hoa vào tháng 2 đầu xuân này. Hiện tại nhà em cũng thuần vào chậu nhựa như này. Bên trong là giá thể tổ quạ này, có rất là nhiều thân nhé. Mặt hoa sẽ là màu tím trắng ạ. Nở hoa tháng 2 đầu xuân ạ. B12 160.000 ạ. Mã B11 vẫn là giò lan nè, hải vệ nữ nè đây ạ. Đây cực kỳ nhiều thân nhá. Các bác sưu tầm về mình có thể để chơi thân chơi lá trước. Dòng này thì chưa cho hoa thì mình chơi thân chơi lá cũng rất là đẹp. Các bác về mình nên treo ở thấp ạ. Dòng hài thì mình nên treo ở thấp các bác nhá. B11 160.000 ạ. Mã B33 là giò lan hài đuôi công. Hoa lan hài đuôi công thì hiện tại cũng vừa mới qua hoa này. Các bác sưu tầm về mình để chơi thân chơi lá để làm giống này. Đây, rất là nhiều thân luôn, cực kỳ nhiều thân các bác nhá. Này, chi chít thân luôn này, đang mầm gốc nó cũng đang lên rất là nhiều. Mã B33 150.000 ạ. Đây, tiếp theo em có giò lan hài giáp nữa này, cũng là lan hài. Dòng hài thì hoa rất là bền, các bác sưu tầm về mình có thể ngắm hoa từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng ạ. Dòng hài này là hoa lan hài giáp các bác nhá, hiện tại đang nụ. Và dòng này thì cái mặt hoa của nó, bông hoa nó cũng khá là to, mặt hoa sẽ là màu trắng xanh. B26 150.000, hiện tại đang nụ ạ, đang là mùa cho hoa các bác nhá. Mã B25 vẫn là giò lan hài giáp. Giò này cũng đang có một bông nụ rồi đây các bác ơi. Đây, trên đầu ngón tay em là nụ của hoa lan hài giáp ạ. B25 150.000 ạ. Mã B27 vẫn là một giò lan hài giáp này. Giò này thì em chưa thấy có nụ, chắc là cho ra hoa muộn này. Các bác sưu tầm về chăm sóc thì sẽ có nụ thôi ạ. B27 150.000 ạ. Mã B9 là giò lan combo. Giò này là có kiếm tiên vũ với cả hoa lan thanh đậm sữa các bác nhá. Giò này là mã B9 170.000. Thanh đậm sữa thì sẽ nở hoa vào dịp Tết này, còn kiếm tiên vũ thì sẽ nở hoa vào mùa hè ạ. B9 170.000 ạ. Kiếm tiên vũ mà sáng lên đây.
Mã B10 vẫn là một chậu lan thanh đạm sữa, hiện tại đã rất là thuần này. Dòng này thì hoa cũng rất là đẹp, mặt hoa sẽ là màu trắng, nở hoa vào đúng dịp Tết các anh nhá. Chậu nào cũng đều đã rất là thuần rồi này. Các cái rễ nó ra ăn sâu vào giá thể và cực kỳ nhiều thân. Dòng này mã B10 160.000 ạ. Mã B1 là giò lan kiếm tiên vô rừng. Dòng này thì nhà em đã bóc rừng về thuần vào chậu nhựa như này. Hiện tại cũng đa thuần rồi ạ, rất là nhiều thân luôn. Mặt hoa của nó sẽ là màu vàng và nở hoa vào mùa hè ạ. B1 180.000. Mã B2 vẫn là một chậu lan kiếm tiên vũ nữa đây ạ. Đây, các cái rễ ở đây các bác ơi. Mà rất là nhiều thân như này. B2 170.000 ạ. Mã B41 là giò lan hoàng thảo kim thoa, thuần cực kỳ đầy đặn này. Chậu rất là to các bác ạ. Đây, rất là nhiều thân luôn. Mặt hoa của nó sẽ là màu vàng họng đen, nở hoa vào tháng 4, tháng 5 ạ. B41 180.000, thuần rất là nhiều thân luôn ạ. Mã B42 vẫn là giò lan hoàng thảo kim thoa. Giò này cũng đã rất là thuần rồi này. Các cái rễ nó ra ăn sâu vào giá thể này. Mã B42 180.000 ạ. Mã B34 là giò lan địa Santo rừng. Cái hoa lan địa Santo rừng. Dòng này thì sẽ nở hoa vào xuân các bác nhá. Nở hoa vào Tết này ạ. Mã B34 170.000. Tiếp theo vẫn là một dòng lan sẽ nở hoa vào dịp Tết nữa này. Hoa lan Vanna chanh. Dòng này thì nhà em đã bóc rừng về thuần vào chậu nhựa như này. Các cái rễ gió buông dài đã rất là thuần rồi. Mặt hoa của nó sẽ là màu vàng chanh. Hoa rất là thơm ạ. B18 170.000. Mã B16 vẫn là giò lan Vanna chanh thuần chậu nhựa. Đây các bác ơi, giò lan Vanna chanh đều đã rất là thuần này. Các cái rễ nó ăn sâu vào giá thể. Cũng thuần rất là đầy đặn và nhiều thân như này các bác nhá. B16 160.000 ạ. Mã B17 vẫn là giò lan Vanna chanh. B17 160.000 ạ. Tiếp theo em có giò lan hoàng thảo lâm nhãn thuần trong giá thể tổ quạ các bác nhá. Thân thì rất là đẹp, nhiều rất là nhiều mầm tơ như này. Các bác sưu tầm về thì tháng 2 này thì sẽ cho hoa này. Rồi đấy, mã B30. Mã B30 280.000 ạ. Đây, rất là nhiều mầm tơ luôn. Mã B31. À em xin lỗi ạ, mã B29. Rồi đấy, mã B29 280.000. Các bác sưu tầm về mình có thể đặt vào chậu cho nó phôn cái giò lan của mình hơn này. Không thì mình để ngoài như này cũng rất là đẹp nhá. B29 280.000 ạ. Hoa sẽ là màu vàng họng đen, môi tua tua, nở hoa vào tháng 2. Và dòng này hoa cũng khá là thơm ạ. Mã B8 là giò lan tam bảo sắc. Dòng tam bảo sắc này thì có cụ thể là 6 ngọn các bác nhá. 6 ngọn đã thuần vào trong chậu nhựa như này. Đây, các cái rễ gió nó buông dài ra như này rồi. Hiện tại cũng đã rất là thuần rồi. B8 160.000. Dòng này thì hoa rất là thơm ạ. Mã B6 vẫn là một giò lan tam bảo sắc này. Giò này thì có 8-9 ngọn cơ. Đây, rất là nhiều thân. Giò này mã B6 180.000. Và mặt hoa của nó sẽ là màu tím trắng và hoa rủ các bác nhá. Hoa rất là thơm, nở hoa vào tháng 4 ạ. Mã B7 vẫn là một giò lan tam bảo sắc nữa này. Giò này có cụ thể là 7 ngọn ạ, 7-8 ngọn ạ. Đây, 7-8 ngọn. Mã B7 160.000 ạ. Mã B35 là giò lan nào. Giò này là giò lan hoàng thảo vôi các bác nhá. Hoàng thảo vôi hiện tại đã rất là thuần trong chậu nhựa. Và dòng này cũng đã bắt đầu rụng lá để cho nụ cho hoa rồi. Mặt hoa của nó sẽ là màu trắng hồng, nở hoa vào tháng 2 đầu xuân ạ. B35 200.000, dòng này hoa cũng rất là đẹp này các bác ơi. B35 200.000 ạ, hoa lan hoàng thảo vôi. B15 là giò lan Vanna nâu các bác nhá. Hoa lan Vanna nâu hiện tại đang nụ và đang hoa này. Có một bông hoa nó đã nở rồi đây các bác ơi. Đây, đây là mặt hoa của hoa lan Vanna nâu. Vanna chanh thì cũng sẽ như này và bông hoa nó như này và mặt nó là màu vàng chanh các bác nhá. Đây là Vanna nâu đang nụ và đang hoa. Có 3 ngọn. 3 ngọn thuần trong chậu gỗ thiết kế như này. B15 170.000 ạ. Hiện tại đang nụ và đang hoa. Mã B13 là giò lan nhất điểm hồng.
Dòng này thì mặt hoa của nó sẽ là màu trắng nhị, màu hồng và nở hoa vào tháng 4 ạ. B13 150.000, nên tuần rất là đầy đặn luôn ạ. Các cái rễ nó ra ăn sâu vào giá thể này. Mã B14 vẫn là một chậu lan nhất điểm hồng. Các cái thân này thì toàn bộ những cái thân này thì đã thất ngọn hết rồi. Các bác sưu tầm về mình có thể chơi thân chơi lá trước, đến tháng 4 mình sẽ được ngắm hoa này. B14 150.000 ạ. Mã B32 vẫn là một dòng lan sẽ nở hoa vào tháng 4 này. Hoa lan sóc Lào các bác nhá, sóc Lào thuần trong chậu nhựa và có cụ thể là 7 ngọn này, 7 ngọn sóc. Mặt hoa sẽ là màu tím trắng, hoa rủ rất là đẹp ạ. B32 120.000. Mã B31 vẫn là giò lan sóc Lào. Đây, chậu này cũng rất là nhiều thân. Có cụ thể là 5 ngọn các bác nhá, 5 ngọn và các cái rễ nó ăn sâu vào giá thể như này rồi. Hoa sẽ nở hoa vào tháng 4. B31 120.000 ạ. Mã B19 là giò lan quế tím. Hoa lan quế tím cũng đã được thuần vào trong chậu nhựa nên các cái rễ nó ra ăn sâu vào giá thể này. Thuần rất là nhiều ngọn luôn. 7-8 ngọn các bác ạ. Rồi này, mã B19 150.000. Mặt hoa của nó sẽ là màu tím đậm và hoa cũng sẽ nở hoa vào tháng 4 các bác nhá. Mã B20 vẫn là một giò lan đa quế tím nữa đây ạ. Rồi này có 1-2-3-4-5-7-8 ngọn ạ. Cũng 8 ngọn quế tím này, rất là đẹp luôn. Mã B20 150.000. Dạ vâng, đây cũng là giò lan cuối cùng của video nhà em ngày hôm nay, nên để chia sẻ với các bác ạ. Em rất mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của các bác. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video nhà em. Em xin chào tất cả các bác ạ.